bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Gạo lứt tiêu diệt nhiều bệnh mãn tính. Anh Hiếu sinh ra và lớn lên ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Anh mang căn bệnh suyễn từ năm 20 tuổi. Căn bệnh đã theo và hành hạ anh suốt 13 năm ròng rã. Những tháng vào mùa lạnh, anh bị lên cơn suyễn từ 15 đến 20 ngày, mỗi ngày lên cơn một lần. Vào mùa nóng thì lên cơn ít hơn khoảng 5 đến 7 lần. Những lúc lên cơn nhằm vào ban đêm là cả đêm không ngủ được, cả đêm phải ngồi dựa vách cho đến khi mệt lả thiếp đi, không nằm được vì nằm càng làm khó thở. Mỗi lần chuyển mùa trong năm là bị lên cơn nhiều nhất. Thời tiết trong ngày đột ngột thay đổi cũng bị lên cơn, nhiệt độ ban ngày lên cao cũng bị lên cơn, lạnh cũng bị lên cơn, mắc mưa cũng bị lên cơn. Cho nên trong người lúc nào cũng mang theo chai thuốc xịt cấp cứu mỗi khi lên cơn. Mỗi lần lên cơn là cổ như bị nghẹt, gần như không thở được dù cố gắng hì hục. Nên cả ngày người mệt lả không làm gì được, người khó chịu bực bội nên thường cáu gắt. Mỗi lần lên cơn là phải đến bác sĩ chích thuốc, nhưng thuốc chỉ giúp cắt cơn, rồi ngày hôm sau lại lên cơn nữa. Trải qua mười mấy năm, sáng nào anh cũng chạy bộ, nhưng không ngăn chặn được bệnh suyễn, chỉ giảm chút ít thôi. Được hỏi lúc đó anh có sợ chết không, anh trả lời, chết thì phải sợ rồi, nhưng sống khổ sở thân xác, vì bệnh như thế này thì sống cũng như chết, chữa được là cái gì cũng làm. Anh đã chữa trị nhiều nơi nhưng không hết, anh luôn mong cầu tìm được thầy hay thuốc giỏi để chữa bệnh cho mình. Ha ha ha,